Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cubom TV Điện máy Trang Huệ. Thì đã rất là lâu rồi thì kênh YouTube Cubom TV nhà em mới về được sản phẩm máy hàn mini, máy hàn xài gia đình tất cả các bác nhà mình nhá. Đây, trước mắt các bác đây là con máy hàn mini ARC200F. Con này là thuộc của con Kenmax các bác nhá. Của Kenmax này. Sau đây các bác cùng em đi khui thử luôn. Đây các bác cùng em khui cái con Kenmax ARC200F này. Còn máy hàn mini xài gia đình có thể là chuyên que 1.6 đến 3.2, còn các bác đốt liên tục thì đốt que là 2.5 cho em. Đây, cực kỳ là ngon luôn. Như các bác biết rồi, Kenmax này, Sasuke và Makute, một trong ba thương hiệu của tập đoàn TNT, hàng cực kỳ chất lượng và bảo hành là 1 năm trên toàn quốc cho anh em luôn. Rồi này, trước tiên là máy đây, một máy qua nhá. Rồi. Kenmax thì máy của nó sẽ là máy cái màu truyền thống của nó sẽ là màu cam. Đấy, Kenmax này, ARC200F cho các bác nhá. Thứ hai này là sẽ là một cái dây kìm hàn. Thứ ba này là một dây kẹp mát này. Thứ tư là búa gõ xỉ. Và thứ năm là dây đeo. Thứ sáu là mo hàn để che chắn mắt này. Và phiếu bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc anh nhá. Đây, cái kính của cái mo hàn này coi nhá. Đấy. Rồi ok này. Đây thì các bác cùng em đi giới thiệu qua về con máy Kenmax ARC200F luôn nhá. Con này thì nói chung là nó rất là phổ biến cho tất cả các bác nhà mình làm trong gia đình, rất là tiện lợi. Các bác không phải đi mượn đồ của thợ thuyền các thứ nữa mà mình có một cái máy sử dụng rất là phù hợp luôn. Thì các bác nhá, đây Kenmax này ARC200F. Thì con máy này thuộc tập đoàn TNT, Kenmax, Sasuke hoặc Makute các bác nhá. Đây con này có một nút điều chỉnh dòng này từ 20 cho đến 200 ampe. Thì nói chung là cái con máy hàn ấy, đấy các bác gọi là nút điều chỉnh bằng cơ. Thứ nhất là nó sẽ rất là bền máy các bác nhá. Đấy, cái thứ hai nó có một nút báo quá tải nhiệt này, một nút báo nguồn. Mã máy ARC200F này sản xuất theo công nghệ IGBT, hàng inverter tiết kiệm điện cho các bác sử dụng luôn. Đây, sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản, Kenmax này, Sasuke và Makute. Kenmax nó còn dập nổi chỗ này luôn. Đằng sau máy là cái quạt gió thông hơi thông gió này và cái nút công tác điều chỉnh công tác nguồn. Các cái dây nguồn của nó rất là chắc chắn luôn. Thì con máy hàn Kenmax ARC200F này, con này là có thể các bác hàn que từ 1.6 cho đến 3.2. Còn nếu các bác đốt liên tục thì đốt que 2.5 cho em. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Thì sản phẩm này đây, các bác có thể nhìn nó thiết kế, các bác có thể nhìn bên trong nội thất bên trong máy luôn, vô tư thoải mái, nhìn rất là nhỏ gọn, gọi con hàn que mini mà, nhưng mà gọi là cực kỳ và tiện lợi và rất là khỏe luôn. Đấy, chuyên cho các bác mà xài gia đình từ đốt que 1.6 đến 3.2, còn 2.5 thì các bác kéo liên tục luôn cho em nhé. Một bộ gồm một máy này, một dây kẹp mát này, một dây kìm hàn này, đấy, một dây kìm hàn quá nhá, rất là ngon. Một búa gõ xỉ, một dây đeo và mo hàn che chắn mắt kèm cái kính đeo. Giá mo hàn che chắn mắt này, đây, kèm cái phiếu bảo hành. Giá cho các bác nguyên bộ đầy đủ là 1.000.000, chỉ có 1.000.000 đồng. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước thanh toán luôn. Nói chung là yên tâm, nói chung thực sự dùng con hàng này thì các bác yên tâm luôn. Yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành. Con này đợt này nó lên khá là cao, nhưng bên em vẫn gọi là cố gắng bình ổn giá cho anh em trong mùa dịch luôn. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng con máy Kenmax, con mã hàng mini ARC200F đấy, chuyên que 1.6 đến 3.2, đốt que liên tục thì 2.5 cho em, thì các bác để lại cho em số điện thoại bên dưới video hoặc trực tiếp gọi đến ba đầu số nhà em là 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628 các bác nhé. Và gọi là có một mã nữa này. Đây, đó là mình em bán Kenmax và Sasuke này. Đây này, có những bác thích màu cam thì có những sẽ có những bác mà thích ưa chuộng cái màu đỏ. Màu đỏ thì là mang thương hiệu của Sasuke. Các bác biết rồi, Sasuke và Kenmax thì đều là thương hiệu của tập đoàn TNT. Nhưng mà nói chung là do cái màu sắc đấy, thì có những bác thích Kenmax và có những bác thích Sasuke, thì em có về là cả hai mặt hàng để cho anh em lựa chọn luôn. Thì các bác muốn đặt cái gì thì có thể là để lại số điện thoại
Thì sau đây các bác cùng em đi khôi thử cái con máy hàn cái Sasuke các nhá. Rồi, Isairo in Japan, sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản này. Đấy, IGBT và inverter sản xuất theo gọi là rất là tiết kiệm điện. Inverter này rất tiết kiệm điện cho các bác luôn. Các bạn em cùng em đi khui máy nhá. Khui cái con máy hàn này cho anh em luôn. Con máy hàn mini, nhỏ gọn nhưng mà cực kỳ là khỏe, chắc chắn cho các bác luôn. Đây, này em về số lượng cực kỳ lớn cho anh em luôn nên các bác gọi là yên tâm. Thứ nhất yên tâm chất lượng và thứ hai là yên tâm về giá thành mà em đưa đến cho anh em nhé. Rồi, máy thì nó cũng đầy đủ, một bộ đầy đủ như vừa rồi thôi. Thứ nhất là sẽ có một máy này. Rồi, nói chung là Sasuke là sẽ in màu đỏ. Đấy, dập nổi Sasuke lên cho em nhé. Có điều chỉnh dòng từ 20 cho đến 200 ampe này, IGBT. Con này ZX7200F này, có một nút báo quá tải nhiệt, một nút báo nguồn và công tắc nguồn phía sau, còn quạt làm gió, quạt gió ở phía sau cho em nhé. Các bác có thể hàn từ 1.6 đến 3.2, nhưng các bác đốt liên tục thì đốt que 2.5 cho em. Con này mã là 200F này, cũng có đầy đủ phụ kiện luôn. Thứ nhất là phiếu bảo hành 12 tháng trên toàn quốc này. Thứ hai là một dây kìm hàn này. Thứ ba là một dây kẹp mát này. Thứ tư là búa gõ xỉ. Thứ năm là dây đeo. Và thứ sáu là mo hàn che chắn mắt anh em nhé. Mo hàn che chắn mắt này. Đấy, thì cả bộ đầy đủ như thế này, giá cho anh em chỉ còn là 1 triệu. 1 triệu đồng các bác sở hữu được ngay cái con máy hàn mini xài gia đình. Cực kỳ ngon, giá ưu đãi dành cho 30 bác khách hàng nhanh tay nhất. Bởi vì gọi cái bộ máy hàn Sasuke và bộ máy hàn Kenmax này là hàng em ôm số lượng. Em ôm là số lượng duy nhất, còn trong kho chỉ còn khoảng là 50 con. Đấy, 50 con thôi. Nó ôm giá cực kỳ là rẻ cho anh em rồi. Còn hiện tại giá thị trường các bác nhập vào có không có giá này đâu các bác nhá. Thì giá là bộ nguyên một bộ máy hàn 200F này, giá cho anh em là 1 triệu đồng. Các bác có thể lựa chọn hãng là Sasuke, có thể lựa chọn là Kenmax. Nó đều thuộc tập đoàn TNT và được bảo hành là 1 năm chính hãng trên toàn quốc. Thì Kenmax có 3 trụ sở chính, đó là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đấy các bác nhá. Nên các bác yên tâm sử dụng luôn. Nói chung em bán ra thị trường cũng khá là nhiều rồi. Các bác phản hồi cực kỳ tốt về chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành. Thì đặc biệt là trong chương trình tri ân trong 3 ngày 26, 27, 28 thì với mỗi đơn hàng là 750.000 thì các bác còn được giảm là 50.000 một đơn hàng nữa. Nên cách nào có nhu cầu thì đặt hàng nhanh tay trong 3 ngày này nhá. Đấy, em xin nhắc lại là giá của con máy hàn Sasuke này và giá của con máy hàn Kenmax này. Rồi, thì đều là 1 triệu. Các bác thích màu cam chọn Kenmax, thích màu đỏ chọn Sasuke cho em. 1 triệu đồng bên em miễn ship tận nhà và được kiểm tra hàng thoải mái, nhận hàng không phải thanh toán tiền. Thì bác nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video hoặc trực tiếp gọi đến 3 đầu số nha em, đó là 0982 826628, 0929 826628 hoặc là 0768 826628 các bác nhé. Vâng, các bác có nhu cầu thì nhanh tay, đặc biệt là các bác nào có đang theo dõi video bên em. Hãy nhớ là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nhé. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.